Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Tin bóng đá. Dưới đây xin mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi đi vào nhận định dự đoán kết quả bóng đá trận đấu giữa Atalanta và AS Roma trong khuôn khổ vòng 31 giải vô địch quốc gia Italia Serie A mùa giải 2022-2023. Trận đấu giữa Atalanta và AS Roma diễn ra vào lúc 1:45 ngày 25 tháng 4 năm 2023. Atalanta từng là ứng viên sáng giá cho suất dự cúp C1 châu Âu mùa giải năm sau, nhưng phong độ phập phù của họ ở giai đoạn sau của mùa giải đang khiến họ gặp rất nhiều khó khăn và khó có thể hoàn thành mục tiêu này. Cụ thể là trong 8 vòng đấu gần nhất thì đội chủ sân Gewiss chỉ có được 2 chiến thắng trước các đối thủ vốn bị đánh giá rất thấp là Cremonese và Empoli. 6 trận còn lại họ nhận tới 4 thất bại, trong đó có tới 3 trận thua với tỷ số cách biệt. Với chuỗi trận nghèo nàn đó, hiện Atalanta đã rơi xuống vị trí thứ 7 và kém vị trí thứ 4 của AS Roma tới 7 điểm. Về phía đội khách, AS Roma hiện đang xếp thứ 4 với 56 điểm sau 17 trận thắng, 5 trận hòa và 8 trận thua. Đây là thành quả của chuỗi trận ấn tượng gần đây mà đoàn quân huấn luyện viên Jose Mourinho đã giành chiến thắng ở 3 vòng đấu liên tiếp, thậm chí ghi tới 7 bàn mà không nhận bàn thua nào. Ở vòng 30 vừa qua, dù phải đối đầu với đối thủ đáng gờm là Udinese, nhưng đội chủ sân Olympico đã thể hiện sự vượt trội khi giành chiến thắng thuyết phục 3-0. Trận đấu gần nhất của AS Roma chính là trận tứ kết lượt về Europa League. Kết quả họ đánh bại Feyenoord trên chấm luân lưu để giành vé đi tiếp. Theo các nhà cái châu Á, với chuỗi trận nghèo nàn vừa qua thì Atalanta đã thua kèo ở 6 trên 8 trận gần nhất, trong đó có 4 trận nhận thất bại và 3 trong số đó là những trận thua với tỷ số cách biệt, thậm chí là trước Bologna. Trong khi đó, phong độ của AS Roma là rất tốt khi cả 3 vòng đấu gần đây họ đều thắng và thắng kèo cả 3 trận này. Họ ghi tới 7 bàn và không nhận bàn thua nào, vì vậy niềm tin dành cho đội khách AS Roma trong trận đấu này là có cơ sở. Về tỷ lệ bàn thắng thì theo các chuyên gia, cả hai lần đối đầu gần đây giữa hai đội đều kết thúc với tỷ số tối thiểu 1-0, trong đó ở lượt đi Atalanta giành chiến thắng. Chuỗi trận nghèo nàn gần đây của Atalanta là nguyên nhân không nhỏ từ việc hàng công của họ đã chơi không tốt, cụ thể là 8 vòng đấu gần đây họ chỉ ghi được 7 bàn, trong đó 4 lần thịt ngòi. Trong khi đó, Jose Mourinho và các học trò cho thấy sự hiệu quả không phòng ngự khi đều giữ sạch lưới cả 3 trận gần đây, vì vậy nhiều khả năng trận đấu giữa AS Roma và Atalanta sẽ kết thúc mà không nhiều bàn thắng được ghi, lựa chọn cửa xỉu trong trận đấu này là hợp lý. Theo các nhà cái châu Âu thì Atalanta dù đã giành chiến thắng ngay tại Olympico trong trận lượt đi, nhưng với phong độ nghèo nàn vừa qua rất khó để họ có thể có được kết quả tốt ở lần tái đấu này trước AS Roma đang thăng hoa. Ở lần làm khách tại Gewiss gần đây thì AS Roma giành chiến thắng tương bừng với tỷ số 4-1 trước Atalanta. Hiện tại thì cả phong độ lẫn thành tích của thầy trò huấn luyện viên Jose Mourinho cũng đang tốt hơn so với Atalanta. Vì thế họ hoàn toàn có thể đòi được món nợ đã thua ở trận lượt đi ở mùa giải năm nay. Tiệu chung lại thì so với việc đánh bại một đội bóng đang dẫn đầu tại bảng xếp hạng vô địch quốc gia Hà Lan là Feyenoord để giành vé vào bán kết Europa League cũng ít nhiều thể hiện được sức mạnh cũng như đẳng cấp của AS Roma. Tại Serie A thì đoàn quân huấn luyện viên Jose Mourinho hiện đang xếp trên hai ông lớn tại sân chơi này là Inter Milan và AC Milan. Điều đó càng cho thấy sự hiệu quả của họ mùa giải năm nay là rất đáng gờm. Vì vậy, AS Roma được dự đoán sẽ đủ sức giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách trên sân Atalanta trong trận đấu này. Được biết, trận đấu giữa Atalanta và AS Roma trong khuôn khổ vòng 31 giải vô địch quốc gia Italia Serie A mùa giải 2022-2023 sẽ diễn ra lúc 1:45 ngày 25 tháng 4 năm 2023. Theo bạn, giữa Atalanta và AS Roma, đội bóng nào sẽ có chiến thắng? Hãy chia sẻ ý kiến, nhận định, bình luận của bạn dưới video này nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ Tin bóng đá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.